Sáng ngày 20 tháng 12 năm 2017, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đóng tại thành phố Đà Nẵng đã bàn giao 4 ngư dân cho cơ quan chức năng để hỗ trợ họ về quê. Trước đó, chiều ngày 19 tháng 12, tàu cá QB98436 do ông Nguyễn Văn Thành ở tỉnh Quảng Bình làm thuyền trưởng bị phá nước khi đang làm nghề tại khu vực cách bán đảo Sơn Trà khoảng 21 hải lý về phía đông bắc. Nước đã tràn nhanh ngập buồng máy khiến tàu chìm dần. 4 ngư dân chỉ kịp báo nạn rồi rời tàu, lên thúng chai, sau đó trôi dạt trong sóng cao 4-5 mét, biển động dữ dội, xung quanh khu vực không có tàu hoạt động. Do lúc này tàu cứu nạn thông thường không thể đáp ứng nhiệm vụ, nên lực lượng hải quân đã phải điều tàu 364 xuất phát. Hành trình trong đêm tối cùng sóng gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 8 và mất liên lạc với ngư dân, nhưng tàu 364 đã xác định chính xác dòng chảy, hướng gió để kịp thời tìm thấy thúng chai sau 3 giờ đồng hồ, đưa ngư dân lên tàu chăm sóc.